Xin chào Trung. Dạ, em chào anh Thơ Quang, chào tất cả mọi người đang tham gia trên diễn đàn. Thì trước khi em chia sẻ thì cũng phép cho em gửi tới tất cả mọi người xem một cái đoạn clip ngắn thôi. Sau đó mọi người có thể một đoạn thôi trong clip rồi có thể mọi người xem sau. Về cuộc sống review con đường đau khổ tại Los Angeles của Mỹ. Hiện tại hay chung, tức là hiện tại hả? Đang hiện tại em mới cách đây khoảng một tuần gì đó. Tức là lý tưởng luôn hả? Túp lều lý tưởng. Wow. Xíu tự do có khác ha. Cái clip này quay vào 11 tháng 2 anh, 11 tháng 2 2022. Là Chủ mới clip người đây. ta rồi có lẽ như vậy à, mọi người cũng xem qua một đoạn chút xíu như vậy 1-2 phút thì anh em chúng ta ai quan tâm thì có thể sang kênh YouTube là Chuyện nước Mỹ của Tý. Thì anh bạn này là anh đang ở bên Hoa Kỳ, anh là công dân Việt Nam, anh cũng là gốc của cũng là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà anh này thì anh có cái nhìn nhận nó khác. Anh cũng không tham gia nhiều vào các cái vấn đề liên quan đâu. Anh chủ yếu là anh chỉ nói về cái cuộc sống ở nước Mỹ thôi. Bởi vì anh đang ở Mỹ. Đấy, anh chỉ nói và quay lại những clip cuộc sống thường nhật ở Mỹ. Thì mọi người có thể tham khảo thêm. Thì chúng ta thấy được cái cuộc sống ở xứ tự do nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, mọi người cũng có thể thấy là người ta có cái tình yêu thiên nhiên rất là mãnh liệt. Không thích ở nhà lầu đi xe hơi nữa rồi mà người ta chuyển sang là người ta đi cắm trại ở bên vỉa hè, không khí nó trong trong lành hơn, được hít thở và hòa cùng với thiên nhiên, đúng không? Cái này là chúng ta có thể thấy được, đó là cái mặt trái của xã hội Mỹ. Và cái này thì đáng ra em không định đưa lên đâu, bởi vì thực ra thì em cũng nói rồi, quốc gia nào cũng có mặt trái của nó. Thế nhưng mà bởi vì là các anh cũng 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 thường xuyên các anh bới lông tìm vết nên em cũng đưa lên một chút ngắn gọn như vậy để mọi người có thể thấy được là cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi, nó không phải là tất cả mọi người đều giàu có hay là tất cả mọi người đều có cái cuộc sống mà nó đảm bảo về mọi thứ từ vật chất đến tinh thần theo cái nhu cầu cá nhân của mình. Và ở bất kỳ một xã hội nào thì cũng có người giàu và người nghèo, có những người mà phải lăn lộn cuộc sống. Và cái giàu hay nghèo đó thì chúng ta phải khẳng định một điều, đó là không phải là chúng ta đổ lỗi cho chính phủ được, bởi Chào vì Huy. cái chính phủ là chúng ta phải hiểu là chính phủ nào cũng vậy thôi, người ta cũng chỉ đảm bảo cho chúng ta về cái vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ giao thương để cho người dân phát triển kinh tế. Như ở Việt Nam chúng ta cũng thế, và cái tình trạng mà người Việt Nam chúng ta ra cắm trại như thế này thì có lẽ là quá hiếm, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta đi đến đâu cũng thấy. Đấy, thế nhưng mà ngay trên cái con đường mà cụ thể trong clip thì anh bạn anh giới thiệu là con đường số 5, số 6 với lại các con đường gì có tên đấy của Los Angeles ngay gần kinh đô ánh sáng Hollywood của Mỹ. Đó. Thì mọi người có thể thấy đó là những cái hình ảnh thực tế mà do những anh chị em người ta sinh sống tại Hoa Kỳ người ta quay, người ta đưa lên.
ra còn có các kênh YouTube khác của chị Phượng Kali hoặc chị Hằng Kali cũng vậy, thì chúng ta có thể thấy được cái cuộc sống ở bất kỳ đâu thì chúng ta đều phải làm thì có ăn, chứ không phải như các anh ấy nói đó là không làm thì cũng có ăn, không làm thì cũng có ăn. Thì Nga phủ Mỹ đã không phải kêu gào, đúng không ạ, không phải khóc thét lên với cuộc sống Mỹ. Và theo thông tin em cũng đọc được đó là tù Huy Hà Vũ còn đang giữ hộ chiếu Việt Nam và cũng đang có ý định quay trở về, thế nhưng mà quay trở về được hay không nó lại cả một chuyện khác. Còn cụ Huy Hà Vũ là ai, có lẽ mọi người cũng biết đúng không ạ, là con của Đúng. nhà thơ cách mạng rất là nổi tiếng, cũng đã từng giữ chức vụ trong lãnh đạo nhà nước chúng ta. Thế nhưng mà vì cái tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái thì dẫn đến bước đường ngày hôm nay. Và chúng ta có thể theo dõi được cái hình ảnh mới nhất của cụ Huy Hà Vũ trên Internet. Cái hình ảnh mà trước đây anh ta luôn được các cái cơ quan gọi là truyền thông bật như RFA, RFI hay Việt Tân đăng lên. Sáng đó Đó là anh ta tuyệt thực đến tận cả tháng. Thế nhưng mà anh ta lại béo trắng. Trong khi bây giờ anh ta sang Mỹ được hưởng cái cuộc sống tự do, hạnh phúc, dân chủ, nhân quyền thì anh lại gầy sạm đi. Đúng không? Gầy sạm đi và già hơn rất nhiều. Đấy là chúng ta có thể thấy được. Và anh ta đã khi mà anh ta mới sang bên Hoa Kỳ thì đã được rất nhiều các tổ chức chống cộng bên đấy, các hội đoàn săn đón giống như kiểu minh tinh ấy. Đấy, trả lời phỏng vấn rồi tham gia các cái buổi hội họp tuyên truyền, thậm chí anh ta còn hứa hẹn với những người ở bên đó là sẽ tung ra những cái đòn sấm sét đúng không ạ, đối với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên là đến nay thì vẫn chưa thấy cái đòn sấm sét nào của anh ấy tung ra, mà con người anh thì ngày càng tiều tụy. Đấy là cái gương điển hình và bài học đắt giá cho những ai mà luôn có tư tưởng bán rẻ quê hương đất nước để đi theo cái bánh vẽ tự do do người khác người ta vẽ lên. Đó là cái góc độ chia sẻ của em về cái đầu tiên. Cái thứ hai là như chúng ta cũng biết là do ảnh hưởng Chào của Nguyễn xung Du. đột giữa Nga và Ukraine, đấy, thì cái câu xung đột này, cái cụm từ xung đột này nó được chính thức Liên Hợp Quốc, cơ quan quyền lực cao nhất của thế giới, cơ quan nắm giữ về pháp luật quốc tế, người ta đã sử dụng, đúng không ạ, sử dụng và công bố chính thức là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thì hai bên cấm vận nhau về mặt kinh tế rất nhiều lĩnh vực, không riêng gì kinh tế mà kể cả là khoa học kỹ thuật hay là kể cả công tác giáo dục, thậm chí là triển lãm, đúng không ạ, thì cũng đã có những cái mà đưa ra cấm vận đối với Nga. Thế thì nó ảnh hưởng trong cái vấn đề này, đó là cái vấn đề mà giá vật giá của tất cả các cái lĩnh vực, các cái mặt hàng nó đều tăng, Đúng rồi. không riêng gì ở Việt Nam mà các nước khác cũng vậy. Riêng cái giá xăng thì dĩ nhiên là tăng ở nhiều quốc gia, cũng có những quốc gia không tăng. Ví dụ như chúng ta tìm hiểu từ các quốc gia mà người ta khai thác dầu mỏ ấy, ví dụ như UAE hoặc Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc Venezuela, các quốc gia đó thì người ta vẫn có thể bình ổn được cái giá của người ta, bởi vì là người ta là cái trữ lượng dầu mỏ người ta lớn và người ta có cái công nghệ khoa học để khai thác, đồng thời là chiết xuất sản xuất ra, tách từ cái dầu thô ra tất cả các nguyên vật liệu mà ta xuất khẩu, thì giá cả thì cơ bản người ta cũng đang bình ổn chứ nó cũng không có tăng. Thế nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì, vì tại sao mà em so sánh thì em nói rồi, đúng ra em không muốn so sánh đâu, thế nhưng mà bởi vì các anh luôn muốn Việt Nam chúng ta như Hoa Kỳ thì chúng ta cứ lấy thẳng ra để chúng ta so sánh cho nó dễ. Thế thì có một cái em rất là thắc mắc, em không hiểu là như thế này. Đầu tiên chúng ta phải xác định là gì ạ? Là giá dầu thô, đúng không ạ? Giá dầu thô là người ta tính là ví dụ như 130 đô la một thùng. Cái này là giá chung cho toàn thế giới. Giá chung cho toàn thế giới nhé. Mỹ nhập 130 đô la thì Việt Nam cũng nhập 130 đô la. Nó không khác gì nhau cả. Đúng không ạ? Và Việt Nam chúng ta thì chúng ta nhìn lại xem cái công nghệ sản xuất lọc dầu đấy, công nghệ lọc dầu chúng ta thì làm sao mà so sánh với Mỹ được, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế nhưng mà cái giá xăng ở Mỹ hiện nay như thế nào, ở Việt Nam như thế nào? Thì chúng ta đã giá xăng theo cập nhật thì cũng đã chuẩn bị đến 30.000 một lít xăng.
thì chúng ta cứ tính là 30.000 đi cho nó dễ, cho nó chậm. Thế thì giá xăng của Việt Nam là trên toàn quốc là giá như nhau, 30.000 là A95, 30.000 là tất cả 30.000 đúng không ạ, A92 là 27.000 hay 28.000 thì tất cả là như thế. Giá dầu cũng vậy, nó không khác nhau là giữa cái tỉnh này với tỉnh kia là mỗi mỗi tỉnh một giá đấy. Và hiện nay chính phủ cũng đã có biện pháp là về vấn đề giảm thuế đấy, giảm thuế để mà bình ổn lại cái giá xăng, giảm bớt cái giá xăng đi cho người dân đấy, giảm thuế để giảm bớt cái giá xăng. Thì chúng ta nhìn lại ở Mỹ đúng không ạ, thì có những tiểu bang, ví dụ như chúng ta xem cái clip có cái anh người Mỹ trắng đó, anh đưa lên là giá xăng ở cái chỗ của anh là Los Angeles hay là bảy New York gì đó là khoảng là 7,5 đô la trên một galông, thì nó rơi vào khoảng năm tầm 44, hơn 44.000 một tí là trên một lít, tính theo cái tỷ giá đô la của hiện nay của Việt Nam mình là 22.878 cho đến trưa ngày hôm nay, thì nó rơi vào khoảng 44.000, hơn 44.000 lít. Còn các tiểu bang khác thì có thể là có nơi thì rẻ hơn, thì nó rơi vào tầm khoảng 32.000 một lít. Thế thì về chúng ta so sánh một chút thì chúng ta có thể thấy được cái giá xăng Nam và Mỹ nó như thế nào. Dĩ nhiên nó không phải là tất cả, mà chúng ta có thể cộng lại và tính trung bình ra được là giá xăng ở Mỹ trên toàn quốc Mỹ là bao nhiêu, bởi vì Mỹ người ta không giống mình, có bang thì giá thì cao, có bang giá thì thấp đấy, và Việt Nam mình thì giá chung. Thì mỗi cái nó có một cái hay khác nhau, thế nhưng mà em đang không hiểu ở chỗ là như thế này. Thế thì giá dầu thô nhập thì như nhau, mà giá xăng Việt Nam hiện tại bây giờ có thể nói là vẫn có thể rẻ hơn, có thể nói là rẻ hơn. Thế thì tại sao các anh lại thắc mắc, là thắc mắc cái gì đúng không ạ, và so sánh cái gì đấy. Chính phủ Mỹ có những biện pháp để giảm bớt giá xăng cho người tiêu dùng, thì chính phủ Việt Nam cũng có những biện pháp để giảm cái việc chi tiêu cho người tiêu dùng vào vấn đề xăng, chứ không phải là chúng ta bị động trong vấn đề này. Còn giá xăng tung chung là tăng cho tất cả chứ không phải riêng ở Việt Nam. Thế thì cái anh Mỹ trắng này anh đã lên tiếng rồi, anh đã lên tiếng rồi, thế thử hỏi các anh ở bên kia thế giới, các anh đã lên tiếng chưa, Đúng các rồi, anh đã lên tiếng chưa, phản đối. đã phản đối chính phủ chưa, và đã đề nghị các cái kênh như là Việt Tân hay RFA, RFI hay VOA đấy, các anh phải giật cái tít lên là giá xăng ở tiểu bang California là Cao quá. giật cái tít, nó là giá xăng tăng khủng đúng không ạ, phải tăng khủng lên. Ở Việt Nam Thế này nữa một là hai chung. trăm đồng Mà anh làm thế này là chung, tức là ở trong Trung vừa cho chia sẻ và lại trong đoạn clip cũng có nói đó. Tức là bên Mỹ, mặc dù cũng là nước Mỹ, nhưng mà hình như có vẻ như là mỗi tiểu bang thì lại mỗi giá xăng khác nhau, đúng không ạ? Tức là họ không có sự đồng nhất trong 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 toàn toàn nước Mỹ về cái giá xăng. Có thể bang này bao nhiêu, bang khác là bấy nhiêu, đúng không? Thì vấn đề ở đây á, chúng ta không hiểu, chắc phải nhờ Việt Rai hay chú Cầm, thì không biết xem à, phải cái đúng rồi, cái bang này Cali mắc nhất hay không, đúng không? Đó, Cali là ở gì đó, ở Los Angeles, gần gần Los Angeles vậy đó, đúng không ạ? Không biết phải không ta. Nếu mà thật sự mà tiểu bang Cali mà giá xăng mắc nhất á, thì cũng có một cái dấu hỏi đặt ra ở đây chung, biết không? Đó, mình cũng cần tìm hiểu xem có phải vậy không. Thấy tức cười đúng không? đó. Chúng thấy tức cười. Thì em cũng 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 muốn chia sẻ ngắn gọn để có thể mời các anh các chú ở ngay tại Hoa Kỳ người ta chia sẻ cho nó cụ thể hơn, nhưng mà chúng ta cập nhật theo cái thông tin mà có thể nói là gần đây nhất là cụ thể nó là như vậy, thì chúng ta có thể biết được là cái sự so sánh của các anh nó rất là khập khiễng đúng không ạ, nó rất là khập Rồi, khiễng đấy. Việt Ra xác nhận rồi kìa. Bang Cali là mắc nhất. Rồi, tiếp theo. Việt Ra mình hỏi cái, tức là ở Mỹ cái bang Cali á, là cái cộng đồng mà gọi là đệ nhất đô càng, là ở đó đông nhất, đúng không? Thì nếu mà đúng như vậy nữa thì lại thêm một dấu hỏi đặt ra nữa đó, là chính những cái thành phần gọi là đệ nhất đô càng á, là lại gọi là nó sao ta, nhiệt tình nhất trong câu chuyện mà
xỉa sói về Việt Nam về giá xăng thế này, giá xăng thế kia. Đúng không? Đó. Ngay ổ rồi, rồi. đúng không? Chung chung thấy vấn đề không? Tức là dần dần chúng ta làm lộ ra, làm bóc tách ra vấn đề, chung thấy không? Rõ ràng là bây giờ bang Cali là giá xăng mắc nhất nè. Thì mình chỉ cần nói như thế này, nếu mà chúng ta nói mà phân biệt á, phân biệt người người hay phân biệt chủng tộc á, thì nó hơi quá, đúng không? Hơi quá. Là tại sao là bang này giá này, bang kia giá kia, thì có phải chăng là do cái bang Cali á, là do cái tộc đệ nhất đu càng ở đông quá hay không, thì họ tăng giá xăng để họ nhằm thu lại cái gì đó mình cũng biết, cái đó không biết đúng hay không nha. Nhưng mà cái thứ hai mà cái quan trọng nhất đó, đó là chính những thành phần đó là tích cực và năng nổ nhất, thậm chí một cách rất là cháy bỏng luôn, là cứ suốt ngày lên không gian mạng, trong đó có thằng gì, thằng Tân Thái, thằng Benny Trương, thằng Huy Nghị, đúng không, hoặc là thằng Trần Nhật Phong, những nhân vật đó đúng không, thường là rất tích cực và là năng nổ và kích động về trong nước Việt Nam chúng ta về vấn đề giá xăng. Thì xin hỏi mọi người, cái câu hỏi đặt đây ra đây là vấn đề gì, là đám ba que đó, cái đám đệ nhất đu càng đó, nó đang diễn cái trò gì, đúng không? Chúng thấy sao? Thì cái trò mị dân của mấy anh đệ nhất vũ càng này ấy, thì nó không phải diễn ra ngày một ngày hai mà nó diễn ra rất là lâu rồi. Cái mục đích chính của nó là gì? Cái mục đích chính của nó cộng thêm một số cái thông tin bẩn ở trong nước nữa, nó nhằm dẫn dắt dư luận, nó đẩy cho cái dư luận, cái bức xúc của dư luận lên cao. Bởi vì chúng ta dễ hiểu là gì, đánh vào kinh tế là cái mà có thể nói là người dân rất là suy nghĩ. Đấy, rất là suy nghĩ, ở đâu cũng vậy thôi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh bức xúc của người Mỹ da trắng thì về cái vấn đề xăng thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Trong khi các anh luôn tự hào ở thế giới tự do, giàu có, văn minh, nằm trong nước G7, của kinh tế đứng đầu thế giới, cái giá xăng như các anh như vậy tăng nó đã là cái gì mà ta, tại sao các Đúng anh rồi. lại kêu gào kinh thế, đúng không ạ? Tại sao các Đúng anh lại kêu gào kinh thế mà đây là người Mỹ da trắng nhá, chưa nói đến các anh đệ nhất đu càng. Thế bây giờ chúng ta nhìn lại cái động thái của các anh đệ nhất đu càng này xem thế nào. Có nghĩa là chúng ta nhìn lại là gì, không hề thấy bất kỳ anh nào nói gì cả. Dạ, em cảm ơn anh Ok. Thơ Quang và tất cả mọi người. Dạ. Cảm ơn Chung. Xin chào Chung.